xin chào cô chú anh chị và các bạn đang đến với video số 71 của Việt Garden California. Không phải là 10 ngày rồi mới là được gặp lại cô chú anh chị và các bạn ạ. Dạo này là mình làm video nó hơi bị chậm á. Thì hiện giờ là đang vào cái mùa xoài tại Cali. Mọi người thấy là hiện giờ đi là có thể là hầu như các loại xoài là nó đều đang ra bông và trái non. Cho nên video hôm nay mình cũng xin giới thiệu đến cô chú, anh chị và các bạn một cái giống xoài rất là đặc biệt. Một trong những cái giống xoài mà mình rất là yêu thích và quan tâm về cái giống xoài này. Đó chính là giống xoài Nam Đốc Mai No. 4 mà dạng thấp lùng để trồng chậu, cô chú anh chị và các bạn ha. Đầu tiên là nói về giống xoài Nam Đốc Mai thì đây là một cái giống xoài cực kỳ nổi tiếng ở Thái Lan cũng như là trên thế giới bởi vì cái độ ngon, ngọt, thơm, thịt xoài rất là chắc và nó không có sơ. Hạt xoài cũng vậy, rất là mỏng mọi người. Gần như là mỏng nhất trong tất cả các loại xoài luôn. Đây là cái giống xoài ăn chín mà mình nghĩ là riêng đối với lại cái cá nhân mình. Đó là về cái khẩu vị riêng của mình ha. Thì đối với xoài ăn chín nó sẽ có hai cái giống xoài mà mình cực kỳ thích, gọi là thích nhất. Và dĩ nhiên mình nhắc lại là thích nhất đối với cá nhân mình. Trong cái giống xoài mà ăn chín thì mình cũng hay nói thứ nhất là về xoài cát Hòa Lộc Việt Nam. Thì đây là cái giống quá nổi tiếng của Việt Nam rồi bởi cái mùi hương của nó, vị ngọt đậm đà và cái mùi thơm cực kỳ thơm, gần như là thơm nhất trong các loại xoài về ăn chín luôn. Và cái giống thứ hai mình cũng nằm trong cái nhóm mà thích nhất của mình, tức là hai cái loại thích nhất đó, đó là giống còn lại, đó chính là Nam Đốc Mai. Thì Nam Đốc Mai mình thích nó là bởi vì cái vị ngọt nó đậm hơn cả cát Hòa Lộc, tuy nhiên là cái mùi thơm á thì nó lại không bằng cát Hòa Lộc mọi người ha. Cho nên là tùy khẩu vị của cô chú anh chị và các bạn, chúng ta sẽ chọn cái loại xoài ăn chín nào mà hợp với mình. Thịt xoài Nam Đốc Mai về cái độ mịn và cái độ không sơ thì chắc là nó nằm ở top đầu rồi. Rất là mịn nhưng mà lại chắc và không có sơ. Hiện giờ giống xoài Nam Đốc Mai thì sẽ có nhiều loại chứ không phải là một giống xoài Nam Đốc Mai của chú anh chị và các bạn nha. Chúng ta cần phải lưu ý điều này. Ví dụ như Nam Đốc Mai thì nó sẽ chia ra là Nam Đốc Mai truyền thống original, tức là cái giống mà lâu đời nhất. Tiếp theo thì sẽ có Nam Đốc Mai Seaton, Nam Đốc Mai Moon, Nam Đốc Mai No. 4. Ok, và video hôm nay chúng ta sẽ chỉ nói về Nam Đốc Mai No. 4, một cái giống xoài rất là đặc biệt. Và tại sao gọi nó là No. 4? Nó khác gì so với lại cái giống xoài Nam Đốc Mai truyền thống original? Đây là một cây Nam Đốc Mai No. 4 của mình đây nè. Cái trái xoài của nó đây, cây này thì đây, cái trái xoài của nó. Thường một cái trái xoài Nam Đốc Mai nó sẽ nặng trung bình từ khoảng 1 đến 2 pound ạ. Và cái hình dáng của nó sẽ là dài, dài thon như vậy. Đa số của nó là màu xanh, cho đến lúc mà nó sắp chín thì nó sẽ chuyển sang màu vàng. Vàng mà vàng rất là đều, rất là đẹp. Thì Nam Đốc Mai No. 4 nó sẽ không khác gì so với lại cái Nam Đốc Mai mà truyền thống hoặc là các loại Nam Đốc Mai khác. Về cái hình dáng, trái nó vẫn giữ cái độ dài, vẫn thon như vậy. Và mình thấy là cái vị ăn nó thì cũng như tương tự như là Nam Đốc Mai truyền thống của chú anh chị và các bạn ha. Rất là ngon. Vị ngọt gần như là mình nghĩ là ngọt nhất trong các loại xoài mà mình đã ăn trong các xoài chín á. Đây là một cái trái xoài nó còn non, nó chưa có chín. Nó còn lớn hơn nữa rất là nhiều. Và rất là nhiều cô chú anh chị và các bạn sẽ đặt ra một câu hỏi là nếu mà về cái hình dáng và cái vị nó giống y như là Nam Đốc Mai truyền thống thì tại sao chúng ta phải trồng Nam Đốc Mai No. 4? Cho nên là mình sẽ so sánh sự khác biệt giữa hai cái loại Nam Đốc Mai No. 4 và Nam Đốc Mai truyền thống cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta có thể hiểu thêm ha.
để mà có cái quyết định là nên trồng cái loại nào. Thì Nam Đốc Mai number 4, trong cái tên của nó 4 là thường nó sẽ có ý nghĩa là 4 season. Tức là cái loại này nó sẽ nhiều cái đợt ra trái đó, nó sẽ nhiều hơn cái lại cái xoài Nam Đốc Mai thường là một mùa phụ, tức là nó sẽ ra thêm một mùa nữa. Thì cái cây xoài Nam Đốc Mai number 4 của này của mình á, thì hiện giờ mình thấy một năm nó ra được khoảng 2 đến 3 mùa trái tùy năm. Hiện giờ nếu mà cái xoài mà Nam Đốc Mai khác của mình, cây dạng mà cây thường á, original á, thì trái của nó hiện giờ nó còn nhỏ lắm, thì Nam Đốc Mai number 4 trái nó đã lớn như vậy rồi. Đó là cái mùa trái nó đầu tiên của nó sẽ ra trái sớm hơn và nó chín sớm hơn so với lại Nam Đốc Mai thường, để mà nó ra tiếp theo cái mùa phụ khác từ đây đến cuối năm nữa. Cái vấn đề là có thêm một cái mùa trái nhiều hơn so với lại cái Nam Đốc Mai thường hoặc là những cái loại xoài khác á, thì đó là một cái ưu điểm rất là nổi bật của Nam Đốc Mai Four Season. Bởi vì dĩ nhiên là khi mà chúng ta trồng cây thì cái trái mà nó ra nhiều lần trong năm á, sẽ cảm thấy nó vui, cái cảm giác mà hứng khởi nó sẽ nhiều hơn là so với lại một năm nó cho ra một lần trái. Cho nên đó là lý do vì sao mà nói ra một cái ưu điểm rất là đặc biệt của xoài Nam Đốc Mai number 4. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái yếu tố thứ hai của cái cây xoài ngày hôm nay mà mình muốn giới thiệu, đó là cái dạng thấp lùn. Thì nhiều cô chú anh chị và các bạn, nhiều người rất là mê trồng xoài, nhưng sẽ có vài lý do mà không phải là chúng ta muốn là có thể trồng được. Ví dụ như là thứ nhất là không còn đất để mà trồng, thứ hai là nó sẽ có những cái giới hạn về độ cao. Ví dụ chúng ta ở trong những cái khu vực khu nhà mà họ không cho phép là để cái cây nó cao quá, chúng ta chỉ có thể trồng được những cái cây thấp lùn. Thì cái dạng xoài Nam Đốc Mai mà dạng lùn ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta giải quyết được những cái vấn đề đó. Đây, mình quay cho cô chú anh chị xem cái cây xoài Nam Đốc Mai Four Season và dạng lùn của mình. Mình đã trồng nó được khoảng 2 năm rồi, thì cái tán nó rất là rộng. Đây, cái tán này nó rộng, mình nghĩ chắc phải tầm 5 feet ngang á, 5 hoặc 6 feet. Và nó rất là thấp, cô chú anh chị có bạn, trái của nó này mình đang trồng trong chậu 45 gallon. Và đây là cái thân cây đó, cái thân cây hiện giờ nó là khoảng hơn cái cổ chân rồi, hơn cổ chân của mình, rất là lớn. Thân cây thì rất là lớn, nhưng mà cái độ cao của cây thì nó tầm khoảng chừng 4 feet mấy thôi à. Đó, cái độ ngang nó nhiều hơn, nó dài hơn là so với chiều cao nữa. Thì tại cái cây này nó nằm ở khu vực này, ở trong đây nó có rất là nhiều cây khác nên là không có thể quay xung quanh cho cô chú anh chị và các bạn xem xung quanh cây được, chỉ là có một cái mặt này thôi. Cây rất là khỏe luôn. Nam Đốc Mai number 4 là một trong những cái cây xoài, cái cây này mình thấy nó phát triển rất là nhanh, dạng thấp lùn phát triển theo cái chiều ngang của nó rất là nhanh, thân cây lớn cũng rất là nhanh. Đó. Đến đây là thay vì mọi người thấy là cái xoài thường á, nó sẽ cao lên nữa, thì đến đây nó không có cao nữa mà cái ngọn của nó sẽ xòe ra, và những cái ngọn này nó sẽ dài xuống, nó phủ xuống đất luôn. Đây trái. Một cái đặc điểm của cái giống xoài Nam Đốc Mai number 4 mà dạng lùn để trồng trong chậu như vậy, đó là trái của nó nhiều hơn so với lại cái Nam Đốc Mai thường mọi người ha. Trái rất là nhiều, và cái thời gian mà có trái, tức là cái cây nó nhỏ xíu là nó đã có trái rồi.
không có cần phải chờ lâu giống như là mấy cái cây xoài Nam Đốc Mai thường là phải đợi lớn, thì mấy cái dạng như vậy trái nó ra rất là sớm, rất là nhanh có trái ăn. Đây, trái chùm chùm. Nó nhiều trái lắm cho đến mức mà mình phải kiểu mà mình sợ nó gãy cái cây luôn, cho nên là phải cắt bớt rất là nhiều rồi. Đó, ở trong kia nữa. Trái rất là nhiều. Đây nữa này. Đó, nó núp ở lá đó. Rất là nhiều luôn. Đây nữa đây ạ. Đó, cô chú anh chị và các bạn nhìn lúc sâu ở trong kia. Nhiều trái lắm. Thường những cái cây mà bình thường khi mà chúng ta trồng dưới đất, lúc nào cũng phải ưu tiên trồng dưới đất, là tại vì trồng chậu thì cũng được, nhưng mà trồng dưới đất thì cái cây nó sẽ phát triển nhanh hơn, trái nó sẽ ra nhiều hơn. Trồng chậu thì dĩ nhiên là cái tốc độ phát triển của cây nó sẽ chậm lại và trái nó cũng sẽ ít hơn rồi. Cho nên là để mà đáp ứng được cái nhu cầu cho những cái cô chú anh chị và các bạn mà muốn trồng chậu mà cây nó vẫn phát triển tốt, trái vẫn ra nhiều, thì sẽ có những cái dạng mà tháp lùn như vậy. Thì riêng đối với xoài thì chúng ta có thể xem cái giống xoài Nam Đốc Mai Four Season mà dạng lùn như vậy rất là phù hợp để mà trồng chậu luôn. Trái rất là nhiều, chất lượng trái ngon bình thường giống như là khi chúng ta trồng đất, nó không có khác biệt gì hết. Chỉ có là thay vì nó không phát triển cái chiều cao mà nó phát triển cái chiều ngang nè mọi người. Và trái là thậm chí là mình thấy là nó thật luôn là nó nhiều hơn so với những cái cây Nam Đốc Mai mà dạng cao khác. Nam Đốc Mai cao khác nó trái nó không có nhiều như vậy đâu. Mình chỉ có cái cây Nam Đốc Mai lùng này thì mình trồng đã 2 năm rồi. Rất là nhiều trái, năm nào cũng nhiều trái, hết mùa nào cũng nhiều trái. Trái hiện giờ đã có nhiều trái, nó đang lớn rồi nhưng mà nó vẫn ra bông. Đó, thấy, các bạn thấy không ạ? Nó đang ra bông và những cái trái non mới nữa nè. Ở trong kia nữa nè. Đó. Để mình zoom lên, nó xa quá không, cái tán nó rộng quá không có thể vào ở trong được luôn. Thì đó, vẫn đang rất là ngập bông luôn. Đây là gì ạ? Cái đợt hàng xoài Nam Đốc Mai number 4 mà dạng thấp lùng, chuyên để trồng chậu. Hàng cũng vừa về. Thì những cái cây này nó cao tầm cũng 4 feet, 5 feet tùy cây. Ưu điểm của nó là gốc rất là lớn ạ. Cái độ cao thì nó nói tầm 4-5 feet thôi, nhưng mà gốc cô chú anh chị và các bạn xem đây à. Mấy gốc này là to khoảng cổ tay rồi. Tán đẹp xum xuê. Ở đây trời non đang ra rất là nhiều. Nó có những cái lá nó già, nó chuẩn bị thay lá. Cho nên là cái phần rìa đây nó đang khô để nó chuẩn bị rụng thay lá mới. Mà mầm thì nhiều lắm. Cây hầu như là đó, mầm đây ạ. Cây hầu như là xem nhau hết ạ. Nó cứ tầm khoảng 4-5 feet, gốc to khoảng cổ tay, tán rộng, nhiều nhánh. Mấy cái này trồng chậu là quá hợp luôn đó. Rồi
Rồi những cái cây xoài Nam Đốc Mai Four Season loại trái quanh năm này và dạng lùng để mà trồng chậu thì là giá của những cái cây như vậy là nó đồng giá là 250 đồng một cây. Những cái size như vậy mình vẫn có thể ship UPS bình thường được ạ. Tầm trong khoảng 4-5 feet là ship bình thường. Và bên mình hiện giờ là đang ship overnight. Mỗi ngày thứ hai hàng tuần. Nếu cô chú anh chị hoặc là bạn nào mà thích xoài mà Thái Lan ăn sống giòn ngọt á, mà dạng lùn để mà trồng chậu thì mình cũng có mấy cái loại lùn của xoài Gram Camille. Thì Gram Camille là loại xoài ăn sống nổi tiếng nhất hiện giờ ở Thái Lan. Nó ăn vị nó cũng như là Munkunsi nhưng mà tuy nhiên cái trái nó sẽ lớn hơn là so với lại Munkunsi. Munkunsi thì nó xuất hiện rất là nhiều lần trong những cái video về xoài của mình rồi. Đó, đây là một cây xoài Gram Camille dạng lùng để trồng chậu. Nếu cô chú anh chị và các bạn đang muốn trồng xoài và đang phân vân không biết là chọn cái loại xoài nào, hoặc là cô chú anh chị và các bạn thích trồng xoài nhưng mà mình không có đất để trồng, muốn trồng chậu, thì hy vọng video ngày hôm nay có thêm đóng góp một cái ý kiến để cô chú anh chị và các bạn có thể có một cái quyết định dễ dàng hơn trong cái vấn đề là chọn cái loại xoài nào để trồng. Và cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều vì đã xem video số 71 ngày hôm nay. Quên mất, mình định kết thúc video nhưng mà sực nhớ là chưa giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một cái đợt hàng mận hồng giống mới của Đài Loan, hay còn gọi có cái tên tắt là mận MST. Thì đây là một cái giống mận giống như mình nói mới nhất của Đài Loan hiện giờ, thì Việt Nam nhập về trồng rất là nhiều, đặc biệt ở vùng Sóc Trăng của miền Tây Việt Nam. Cho nên là nó sẽ có một cái tên gọi khác được đặt ở Việt Nam để phân biệt với lại cái những cái giống mận của khác của Đài Loan, đó là mận Sóc Trăng. Giống mận này thì đang được ở Việt Nam rất là được khen luôn về cái độ giòn, ngọt, đặc ruột và đặc biệt là trái rất là to, gần như là to nhất trong các loại mận đỏ. 4 trái nó có thể được 1 kg. Thì nhiều cô chú anh chị và các bạn cũng gọi hỏi mình về ý kiến cái mận này có ngon hay không, để mà cô chú anh chị và các bạn biết là có nên mua, nên trồng hay không. Thì mình cũng đã nói thật luôn là cái đợt về Việt Nam vừa rồi mình không có tìm được cái giống mận này để mà ăn, nó mới quá. Đó là lý do mà cô chú anh chị và các bạn hỏi mình trái nó vị sao, ngon hay không, thì mình cũng nói là mình chưa có được ăn. Tuy nhiên là theo lời của những cái chủ vườn ở Việt Nam thì họ nói là nó giòn, ngọt, đặc ruột như vậy đó. Thì cũng may mắn là đợt vừa rồi thì có một bạn ở Florida, thì bạn biết là mình chưa có được ăn đó, cho nên là cũng có cho mình vài trái đi ăn thử cái mận này. Thì đúng là nó rất là ngon mọi người nha. Cái độ đường trong trái nó cao, độ giòn cao, độ đặc ruột nữa, đặc ruột rất là nhiều, vị khá là thơm. Một trong những cái loại mận mà xứng đáng trồng. Thêm một đặc điểm nữa mình nhận thấy ở mận hồng Đài Loan giống mới này, đó là cái tỷ lệ mà nó ra bông á. Đây cô chú anh chị và các bạn xem ạ, mấy cái cây này bông gọi là chi chít luôn. Cây này nhỏ không có lớn. Đó. Thì khá là nhỏ nhưng mà cô chú anh chị và các bạn nhìn bông của nó này, nhiều lắm. Đây nữa đây ạ. Ngập bông. Và hầu như là những cái cây nào mà mình nhập đợt 2 tháng trước là đã ra bông, cây nào cũng ra bông hết, bông rất là nhiều.
Đó là một ưu điểm của cái mận MST, mận hồng Đài Loan giống mới mà hiện giờ mình đang rất là thích. Rất là nhiều bông. Và trở lại với video ngày hôm nay, mình muốn nói về những cái đợt hàng mới, những cái cây mận MST, mận hồng Đài Loan giống mới mà vừa về hôm nay. Toàn bộ đều là những cái cây rất là lớn, nó cao qua đầu của mình luôn á. Cây này là nó cao khoảng tầm gần 6 feet. Cây xum xuê lắm. Thì mận MST, mận hồng Đài Loan giống mới là cô chú anh chị và các bạn lưu ý là cái lá non của nó là vẫn màu xanh, nó không có cái màu đỏ như là một số cái mận khác mọi người ha. Đó là đặc điểm phân biệt. À đây, cây thì gốc to, mấy cái này to khoảng gần ngón chân cái rồi. Cái đợt hàng mới này thì hiện giờ về là mình chưa thấy có bông. Tại vì thường qua kiểm dịch đó là bông phải bỏ hết. Thì cô chú anh chị và các bạn về mình dưỡng lại, tưới phân bông là nó sẽ ra cái đợt bông mới. Đợt này được cái là thân cây rất là to, cao, xum xuê. Gốc nào cũng lớn hết. Những cái cây lớn như vậy thì mình sẽ có một cái giá on sale đặc biệt trong cái đợt này, đó là 230 đồng cho một cái cây như thế này. Cái mức giá tốt nhất cho mận MST, mận hồng Đài Loan giống mới tính đến thời điểm này ở vườn mình, cái giá này là mức giá tốt nhất á. Toàn bộ là cây chiết. Những cái cây mà có bông đợt của 2 tháng trước á, mình cũng sẽ on sale với lại cái mức giá đồng giá là 230 đồng mọi người ha. Những cái cây mà đang có bông sẵn hiện giờ đó. Rất là to. Tất cả đều đồng giá 230 đồng. Và mình chỉ on sale cái dịp đặc biệt này thôi. Đối với lại cái giống mận hồng Đài Loan MST giống mới này. Cây chiết và bao đầy rễ luôn à. Rễ nó tràn ra ngoài hết luôn. Cây nào cũng cao khoảng từng 5-6 feet. Cây nào cũng đẹp hết, nãy giờ cô chú anh chị và các bạn thấy rồi đó, mình quay cây nào cũng nó cũng xum xuê lớn với nhau hết. Đó, lá non của nó đẹp xong xoăn và nó có màu xanh. Chứ nó không có cái màu đỏ. Cũng nhân tiện là mình chia sẻ lý do luôn để cô chú anh chị và các bạn không có thắc mắc là tại sao cái đợt hè này cây nó lớn như vậy mà giá nó lại tốt hơn so với lại những cái đợt hàng trước. Thì mình cũng xin chia sẻ thật luôn là do cái nguồn hàng nhập của mình á, đợt này họ có một số lý do riêng về cái vấn đề nhân công. Thì mình cũng may mắn là được một số lượng kha khá những cái mận hồng Đài Loan mới MST này với lại giá khá là đặc biệt. Đó là lý do mà mình cũng muốn chia sẻ cái giống cây ngon này với một cái mức giá đó là 230 đồng cho những cái size rất là lớn này, để cô chú anh chị và các bạn, những ai mà yêu thích trồng giống mận ngon và cũng chưa có cái giống mận hồng Đài Loan mới MST này, thì cô chú anh chị và các bạn có thể tham khảo ha. Cây rất là lớn, rất là đẹp, rễ rất là nhiều. Ok, và như mọi lần trước khi kết thúc video, mình xin chúc cô chú anh chị và các bạn thật là nhiều sức khỏe và niềm vui. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn ủng hộ những video của Việt Garden California. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và xin hẹn gặp lại. Bye bye.